xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ, hùng cát đang sen trở nên buồn phiền. Bước sang tháng 8 âm lịch này thấy rằng đây là khoảng thời gian mà người tuổi Tỵ có sự hùng cát đang sen. Có những thời gian bạn cảm thấy mình đạt được những thành tích cao, phát triển nhanh chóng, nhưng cũng có khoảng thời gian bạn cảm thấy bản thân bi quan, buồn phiền vì những rắc rối xảy đến liên tục tam hợp chỉ mệnh cho thấy con đường sự nghiệp của người tuổi tỵ phát triển theo hướng khá tích cực. Nếu bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa thì không lo không có người giúp khi vướng phải khó khăn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cẩn thận bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, quẩy phá bất cứ khi nào. Phương diện tiền bạc cũng lúc trôi trải, lúc lại vướng phải rắc rối bạn nên bình tĩnh để phân tích và tìm ra hướng đi hợp lý cho mình. Khi gặp rắc rối, bạn cũng trở suy nghĩ bi quan. Tốt nhất nên trao đổi với người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Bạn không cần thiết phải gánh vác mọi việc một mình. Chuyện tình cảm tốt hay xấu phần lớn cũng phụ thuộc vào cách thành sự của người tổ tỵ Đối với người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, Quan trọng là bạn có quyết tâm tìm hiểu hay không. Tháng này, các cặp đôi có thể xảy ra mâu thuẫn, cỏ sát nếu không hành sự khéo léo thì dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp bước sang thẳng Tân dậu thấy rằng sự nghiệp của người tuổi tỵ có tốt có xấu vì thế bạn cũng không được phép cho mình một cách lơ là cho dù trong công việc quen thuộc hay những nhiệm vụ có vẻ đang tiến triển trôi trải đi nữa cục diện tâm hợp nâng đỡ cho thấy thời điểm này công việc của người tuổi tỵ thực hiện sẽ đạt được kết quả khá tốt Cốt là bạn chịu quyết tâm, cố gắng. Những người tham gia thi cử hay tuyển dụng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình và gây ấn tượng tốt với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn cũng thường xuyên được mọi người xung quanh giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Một số người còn giới thiệu cho bạn cơ hội để phát triển. Bạn là người biết giảm nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp người tuổi tỵ cũng không được lơ là trước sức ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử và hung tinh ngộ quỷ. Kẻ xấu vẫn luôn rình rập để tìm cơ hội hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Vì thế, bạn trở nên gây ra những sai lầm đáng tiếc để kẻ tiểu nhân lợi dụng hạ bệ bạn hoặc cướp mất công lao. Khi khó khăn xảy đến, bạn cũng nên động viên bản thân suy nghĩ lạc quan tích cực hơn, không nên giấu những căng thẳng, áp lực mà mình phải chịu trong lòng. Lỗi suy nghĩ bi quan chẳng đem lại bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn khiến bạn dần thụt lùi. 2. Luận về phương diện tài chính Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi tỵ khá bấp bênh khiến cho bạn có thể không yên tâm trong tháng này. Bạn cần thận trọng trong những quyết định mà mình đưa ra. Nếu không thì kế hoạch đang xuân sẻ đến mấy cũng có thể lâm vào ngõ cục. Thực tế thì đời thời điểm này. Các mối quan hệ xã giao của bạn đang tiến triển khá tốt đẹp, bạn có thể gặp được đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu nhanh chóng triển khai hợp tác làm ăn thì có thể kiếm được một khoản khả khẩm một số người gặt hái được thành tích khá trong công việc cũng dễ nhận được phần thưởng nóng của công ty. Hãy coi đây là động lực cố gắng chứ đừng vội hài lòng với thực tại mà dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, cỏ hung tinh ngũ quỷ cũng sẽ đem lại cho bạn ít nhiều rắc rối trong phương diện tài chính do cỏ kẻ tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh phải thận trọng trong các mối quan hệ, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê lôi kéo của người khác với người vừa bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó thì cần phải bình tĩnh để nghe ngóng tình hình, không nên quá vội vã trong quá trình làm giàu. Hãy dành thời gian để đánh giá tình hình thực tế, năng lực bản thân cũng như tính khả thi của kế hoạch đề ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng 8 âm lịch này, nếu muốn cảm nhận hạnh phúc thì người tuổi tỵ cần chú ý tới cách hành sự và lựa chọn của bản thân. Bạn sẽ không thể nào chạm tay tới tình yêu nếu luôn đóng cửa trái tim mình hoặc nếu xét nét nửa kia hết điểm này tới điểm khác. Người độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng. Người tuổi tỵ cần phải mở lòng ra và thử trò chuyện với mọi người còn nếu cử mãi sống trong thế giới riêng thì bạn rất dễ bỏ lỡ các mỗi nhân duyên tốt lành. Với người vẫn còn đang chịu đựng những tổn thương trong quá khứ thì bạn nên cố gắng để vượt qua. Đừng để người không xứng đáng đã đi qua đời bạn cản trở mình tới những hạnh phúc trong tương lai. Với các cặp vợ chồng sẽ khó tránh khỏi chuyện tranh cãi mâu thuẫn trong tháng 8 âm lịch này khi cả hai đều đang nóng nảy thì tốt nhất không nên kéo dài cuộc tranh luận. Hãy đợi khi cả hai đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn thì hãy tiếp tục thảo luận với nhau. Ngoài ra, bạn cũng không nên quá xét nét những khuyết điểm hoặc lỗi sai của nửa kia, nhất là khi đối phương không hề cố tình làm như vậy. Vợ chồng nên bao dung và tìm cách trung hòa các điểm khác biệt thì bầu không khí gia đình mới có thể hài hòa và ấm áp. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng 8 âm lịch này cho thấy có khá nhiều khó khăn. Biển cổ ập tới khiến cho sức khỏe của người tuổi tỵ cũng gặp phải những ảnh hưởng ít nhiều. Còn dấp này cần nhắc nhở mình suy nghĩ tích cực hơn, bởi nếu suốt ngày buồn phiền, bi quan thì bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ điều gì mà thôi. Hãy tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn, tâm sự những khúc mắc của mình với đối phương. Nếu tìm được người lắng nghe, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí bạn còn được đối phương chỉ cho những hướng đi triển vọng hơn. Cảm nang phượng phận cho từng tuổi tỵ vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. một tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953 mệnh thủy nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết quan hệ xã giao thuận lợi nên nắm bắt các cơ hội phát triển trước mắt quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi thân tiểu nhân tuổi môi, tuổi mão màu sắc may mắn màu xanh lá cây màu đen hai tuổi ất tỵ sinh năm 1965 mệnh hỏa nam sao thái dương nữ sao thổ tố khẩu quyết đề phòng kẻ tiểu nhân không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Quý nhân phù trợ, tuổi hoài, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ. Nam sao thổ tú, nữ sao vân hở, khẩu quyết. Tài chính khởi sắc, có cơ hội làm ăn kinh doanh thì cần nắm bắt ngay. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết. Hãy mở lòng mình và cho những người chân thành với mình thêm cơ hội. Quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi tuất, tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi, màu sắc may mắn màu đen, màu cam. Năm tuổi tân tỵ sinh năm 2001 mệnh kim, Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, không nên tranh cãi với người nhà, khi nóng nảy thì nên nghĩ, không nên tranh luận thêm làm gì. Quỷ nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen,